Xin chào anh em nhá. Bên em thì vừa mới về thêm được một con bàn mixer Yamaha MX5000. Con này bàn liền công suất luôn. Con này với bộ effect của nó thì cực kỳ hay. Dành cho anh em sự kiện chuyên nghiệp thì quá quen thuộc với các bàn mixer rồi. Dùng cũng rất là dễ. Được đẩy feeder lên là sử dụng thôi. Còn đối với bác mà sử dụng gia đình, nếu mà muốn chơi ở cái tầm cỡ cao hơn ấy, sử dụng các đồ mà chuyên nghiệp mà đẳng cấp ấy, thì bác có thể tham khảo qua cái con mixer này. Con mixer này thì nhìn nhiều nút này thôi, nhưng mà thực ra thì nó cũng rất đơn giản, vì cả một hàng nút này thôi, nhưng mà nó chỉ chia ra làm mấy ký tự các loại khác nhau, còn đâu thẳng hàng nhau này nó là giống nhau. Nhìn có vẻ phức tạp, mấy anh em mà như thứ nhất là các bác chơi ở gia đình nhìn có vẻ phức tạp quá vấn đề, nhưng thực tế thì anh em mà làm sự kiện thì người ta quen rồi thì nhìn rất là dễ, làm rất là nhanh. Ở đây thì em đang là có một cái bàn mixer này là của hàng chính hãng Yamaha, mã là MX5000 nhá. Cái con này có nó liền công suất luôn, chơi thẳng một cặp loa được luôn, chơi tốt một cặp loa bass 30 nhảy trở lên này, hoặc là chơi một cặp bass 340 nhưng mà phải hàng xịn như là hàng JBL 3 số ấy, nên là thì nó chơi được. Còn nếu mà bass mà to quá thì không thể chơi được em nhá, nó sẽ quá tải sợ hỏng mất. Thì con này nó liền công suất mà. Đây này. Con hàng này thì nó là hàng xuất ra thị trường châu Âu, chạy điện 110 nhá. Sản xuất tại Đài Loan. Đây, made in Taiwan này. Hàng này là xuất đi thị trường nước ngoài châu Âu. Còn nguyên tem, hàng còn rất là đẹp. Đây là hai cái dây này ra loa này. Để cắm một cặp loa JBL 6120 hàng nhập khẩu bên kia. Đang chơi thử cặp đó. Thì con này là bàn mixer này thì nó có 8 cái line mono. Mono là để cắm mic đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 này. 8 cái line này là line mono đấy anh em nhé. Và hai line sitte 9 10 11 12 đây. 9 10 11 12 để bác chơi nhạc. Đây 9 10 11 12. Hai line sitte, còn 8 line này là mono để chúng ta cắm 8 đường mic vào đây được. Đó. Giới thiệu qua bác như vậy. Cái con bàn này thì thực sự là cái bộ mạnh nhất của nó chính là cái bộ phần effect. Effect của nó rất là hay nhá. Effect nó sẽ có hai effect, dùng effect kép luôn, effect 1 và effect 2. Thì chúng ta có thể sử dụng một cái effect bên trái này để dùng cho chúng ta để dí vật, bên phải chúng ta để echo hoặc là delay. Đấy, echo hoặc là delay như này, delay echo này. Đấy, bên trái này, bên phải cũng có cả dí vật, cũng có cả echo. Nói chung là chúng ta có thể chọn lựa cho bên trái là dí vật, bên phải là echo hoặc là delay để chúng ta trộn hai cái effect này vào nhau thì cho ra cái phần bộ vàng nhại của con mixer này rất là đẳng cấp nhá. Rất là hay. Nhạc của này dòng xuất đi nước ngoài châu Âu đi điện 110 thì bao giờ tiếng nhạc nó cũng sạch. Ăn đứt mấy cái bàn Trung Quốc mới hiện nay đang bán khoảng độ 9 đến 10 triệu hàng Trung Quốc mới bây giờ nhá. Trung Quốc mới giờ 9 10 triệu thì không ăn được con này đâu anh. Con này là hàng điện 110, sang xuất sang châu Âu. Hàng nó rất là đẹp. Này. Quay cận cảnh cho anh em từng chi tiết, từng cái feeder một này, cho đến các cái chiết áp vào đây. Cái hàng này là hàng nhập về anh em nhé, hàng bãi về chứ không phải là hàng anh em đã sử dụng trong nước rồi. Còn hàng anh em mà dùng trong nước rồi và bán ra thị trường ấy, thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn tầm cỡ 4-5 triệu vì đã hàng qua sử dụng rồi. Còn nếu hàng này là hàng nhập về thì nó sẽ giá nó sẽ cao. Giá một con này đang bán cho anh em là 15 triệu một bàn nhá. 15 triệu bao ship cho anh em luôn. Đấy, bao ship cho anh em. 15 triệu bàn liền công suất dành cho bác nào sành chơi. Mà thích chơi đồ đẳng cấp thì hãy mua những con này về để các bác trải nghiệm và chơi. Bên em sẽ thử phần nhạc cho anh em nghe thử một chút. Sạch nhá. Đây là hai phần bộ effect của nó này. Thì cái con này nó có thêm cả cái phần lực gạt công suất. Nó sẽ có là từ 100 cộng 100 này, 300 cộng 300, 500W một vế. Đấy, nó có ba lực gạt này. Khi mà anh em ghép với loa ở nhà cho làm sao cho phù hợp thì các bác có thể gạt ở đây, gạt bằng cái lực này, ba cái lực gạt đây. Ở đây em đánh bằng cặp loa 30 này của em nhưng mà phải gạt lên lực 500 này.
thì tiếng nó mới không bị báo hai cái đèn limit này. Limited cái báo cái đèn đỏ này là đến chạm cái ngưỡng giới hạn của cái bàn mixer nhá. Khi mà bác chơi mà cảm thấy nó nhấp nháy đèn ấy, thì tiếng đỏ là nó đã chạm cái ngưỡng giới hạn của nó rồi, thì các bác phải ngay lập tức khống chế hoặc là điều chỉnh làm sao cho nó hài hòa hợp lý để đỡ bị nháy đèn. Nháy đèn này nó rất là, nó đang báo trong tình trạng là đến chuẩn bị đến cái trạng cái ngưỡng quá tải. Còn ở đây là tín hiệu system mono này, không quan trọng lắm, thường thường ra là này system hết. Ở đây nó thêm bộ equal nhá, equal này on up này, on up on này sẽ sáng hơn rất nhiều. Đây. Nghe đấy, nghe mất tiếng luôn, tăng này đi nhé. Thực tế ra thì khi nhìn ở đây, nhìn từ trên này xuống thì ở đây là gain này cũng nghĩa là to nhỏ. Nếu bác nhấn cái chữ 26 dB này vào thì nó trừ bớt 26 dB ra, nó sẽ nhỏ hơn một chút. Còn cái chữ cái nút này là 80 này thì nó sẽ cắt tần số từ 80 Hz trở lên để cho bác dành cho micro nhá. Thì cái chữ 2 mic loud này cũng giống như bát rung chép của điều chỉnh cho âm sắc cho micro thôi. Còn hai cổng AUX1 này là cái đường ra của nó. Còn này FX1, FX2 này, đấy, ba lăng để giữa. Khi mà ta sử dụng cổng nào đấy, đây ví dụ là cổng 90 này thì sẽ cổng nhấn vào đây, on này là bật, bật tức là bật chạy cái cổng này. Đấy, ở đây mic thế, on này là bật cái cổng bên này lên. Đấy, effect này cũng vậy, effect này ta on up lên. Bây giờ em sẽ thử qua cho anh em nghe cái tiếng effect của nó nhé. Bên trái này em đang để số 1. Thì bác xem trên này số 1 nó là divert 2 tức là phòng nhỏ. Đấy. Bác sẽ đẩy này lên, on này lên, bật on lên. Bác nghe thử nhá. D 1 2 3 4 5 6 7 D 1 2 D D. Bên phải này là echo này. L 1 2 3 4 5 6. Ở bên này thì thường thường thì có người, có anh em hát thì để 4 hoặc 5, có anh em thì để 6 hoặc 7, 8 hoặc 9 đấy. Có mấy cái bên phải này echo cả đi, echo cả delay này thì tùy theo sở thích của mỗi anh em. Em thì em hay hát đi để số 6 này, echo 1 này, số 7 là vocal, echo 2 này. Đây. 5 6 7 đi. Đấy, cái đuôi nó rất là gọn. Khi mà bác đẩy cả hai feeder này lên cho ra cái chất âm rất là hay. D 1 2 3 4. Đó. Nó là như vậy. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại của Vân Hoa bên dưới màn hình nhá. Cái bàn này em bán 15 triệu, anh em bao ship cho anh em luôn. Hàng đẹp tuyệt vời, liền công suất. Hàng liền công suất anh em nhé. Như các bàn mixer ngoài thị trường nó khoảng 9-10 triệu, hàng Trung Quốc còn chưa có công suất đâu. Thì con này có thêm là công suất nữa thì anh em mà cân đối nhá. Rồi xin chào bác, ở hẹn bác ở cái video clip tiếp theo nhé.